năm nha bạn. Đây là cầu Lego. Lego. Sẽ lên được nha bạn. Đây. Quá dài rồi, cầu dài khoảng 100 mét quá. Văng dưới đó. Rồi. Cái bộ mình xếp hạng này là cho xe nó chạy nè. Cái hạng này nè. Bụng á, bụng á. Đó. Ồ đó. Lỗ này lại mọi người cho thấy được luôn nha. Nè các bạn, đây là nguyên cái hồ trứng của mình anh. Bình xuống hổ riêng mà chuyển chỉ cầu đi một cách dễ dàng. Dễ gì ngon thôi bỏ bông bây giờ. Dễ nó dễ lắm. Rất là dễ dàng với bàn tay của ai nguyên thằng tốt nắm bàn tay ai nè. Bao tay gì nè. Không lại bao tay của ông gì nè, ông gì có năm viên ngọc nè. Bao tay gì quên nè. Rồi bắt đầu chạy nè. Bàn tay của Phút. Này nè, đây nè nè, để hứng chiếc xe đây nè, đầu này nè. Nè hứng lại, mày không hứng chiếc xe, hứng cái sao được. Không hứng thì dớt nắng sao nè, như này nè, nè nè nè. Ờ, lắc. Ghê chưa, ghê chưa. Lắc. Mày ngủ đầu bún cái khẽ tay luôn á mày. Tốc độ hoàn thành. Ghê chưa. Rồi chạy đi. Tốc độ xe cảnh sát chứ xe tông thời lơ. Tí tốc bùm không trúng. Lật xe rồi chạy đi. Không chạy không trúng. Làm chiếc khác kệ. Em đi nè. Nguyên khắc bại mưa thì ba nè. Đây nè. Lắp xe khách. Sắm ngay mục đích. Bốn. Từ nó ngắm ngay đường đi ra. Úng. Ú. Dướng mà. Đợi chút mọi người. Ê ê ê ê ê. Trang Giang nha. Nè. Ờ ngã luôn cái nhà. Rồi. Ngã luôn cái nhà luôn nguyên ơi. Quá mạnh rồi. Nhà cái đó mình rổ phi xuống con nè. Cái nhà đừng xe bơ. Nè để lại chiếc khác nha. Rồi rớt cái bánh Nguyên ơi. Xe ba bánh luôn nè, giữ chặn luôn nè, xe chỉ còn ba bánh thôi nè. Gừa chưa, con phải chọn xe này nè. Xe cảnh sát trước nha. Ừ, xe cảnh sát nè. Thôi bún chơi bún này chặn nó móc nè. Rồi Nguyên làm thất bại đi coi, chạy nửa cái cầu à. Gãy là cái ghế ngồi luôn à. Búng ở trên búng như nè. Búng đứng như nè. Rồi búng ngang. Nè búng cho coi nè. Nè búng như nè. Thấy không? Ừ. Ừ. Nè nè. Ghê chưa? Nó chạy cái siêu tốc luôn. Chạy ba như quỷ. Búng lên, búng đứng như nè. Đứng á, tay đứng lên như nè. Ừ. Búng lại cho coi, búng lại coi. Gần tới đích rồi đó. À biết sao rồi. À. Tự xử luôn mà ha. Coi cha. Vậy. Cha nói chạy đi chơi đừng đứng luôn á. Ừ. Nè cha, con đầu qua đây không cha. Ừ. Con đây phải không? Ừ, búng lại. Nè như nè. Ôi ôi. Ghê chưa, mạnh mẽ chưa. Xe có ba bánh đó. Oh yeah. Chạy cho sức này luôn. Rồi sức cái tay cầm luôn. Cũng lại. Nhớt luôn. Dạ. Người chạy ghê quá. Ba bánh không chứ Nguyên. Xe còn ba bánh không à. Bắt lên phanh bánh rồi. Nhắm. Nha.
đi á. Rồi gãy luôn, sập luôn cái cầu luôn á. Rồi kê thấy luôn, gãy cái cầu luôn. Búng mạnh với anh thì nhẹ tay thôi. Cầm lại. Ô. Oh. Ủa anh xe còn hai bánh. Gắn bánh vô, gắn bánh vô. Gắn bánh vô nè. Ừ, chập nè. Gắn lại cái cầu thôi. Nguyên chạy dữ quá, sập cầu luôn. Chạy nha. Chạy. Đụng muốn xỉu luôn vậy đó. Đưa thằng dính lại đứng đây để nó đụng mà hứa cái dằn nó đâu. Rồi chạy lại Nguyên. Chạy nha. Ừ. Này chạy lại coi. Ngửa kìa, quay ngửa kìa. Ờ vậy đó. Dạ ôi Nguyên chạy. Đứng lại hết cái tôi đây. Trời ơi Nguyên chạy thất bại Nguyên ơi. Em quèo quèo. Rồi đó anh đừng dựng đi tới anh đó. Tới ba nè. Tới ba chạy tới coi nè. Dựng đứng lên á. Ừ đứng lên á. Đang đi đường. Đang đi đường mà xe chạy quá nha. Gãy luôn cái cầu rồi Nguyên ơi. Dứ dưới đây nè. Ừ. Trên, ừ thêm cái nữa, thêm cây nữa. Cây nữa, thôi. Cây dớt cái đất đó, đâu dớt đó. Lít rồi. Nè, rồi lặn con đi, lặn con. Từ rồi phải bằng hai con mới giữ. Một con, hai con. Đóng bánh hát luôn quá sao chết. Đừng lại cưng, đừng lại cưng tới anh đây. Mấy con lấy kìa. Chăng phải chơi hai con mới giữ. Thôi con à, tốc độ siêu tốc. Ngắm thằng Khánh đây, bằng phút. Mất đâu rồi, mất tiêu luôn rồi. Ủa vậy hả? Bây giờ nó đem 3 bánh hả? Nghe 3 bánh hả? 3 bánh hả, gãy 1 bánh rồi. Nhanh, đổ rồi. Ủa xe kia rồi. Nè. Đưa con chơi phải chơi hay xem. Ấp, ấp ấy vô đi, được không? Được chưa? Rồi. Banh chân luôn. Gãy cầu kìa. Chân gãy cầu luôn, chạy tốc độ thằng Thánh gì đâu không biết. Rồi chạy ba xe một lúc. Ê ê ê ê, không để cái đó vô, sập lắm. Ồ ngon. Bánh xe quỷ diệt. Bánh dòng xe quỷ diệt. Áo. À. Rồi để nhóc đây nè, để nhóc đây nó cản đừng nữa coi. Rồi đụng nhóc tan nát luôn vậy đó. Bánh xe của chị. Ô, mạnh dữ vậy. Rồi gãy luôn cái gì vậy? Gãy xin cái cây cầm. Đô lắm. Dòng xí. Đấy, đấy. Dòng tròn quý diện. Không chưa? Rồi. Chữ lý Nguyên coi. Phải từ từ chữ lý Nguyên coi. Nhìn ba nè, chữ lý nè. Chữ lý cái này cục gì đây? Phần. Phần của Hồng Nguyên. Nè. Mày cục phần nè cưng. Đụng một nhóc banh sát nhóc luôn. Rồi nằm luôn. Ai chứ nè. Nóc nó nằm ngồi không nổi mà. Đụng biết ngồi hết nổi rồi. Chữa nó lại. Khoan từ từ.
rồi tiếp tục nè, vậy nè, thử lại, không có gì đỡ được hả? Tự chạy. Đấy con nha. Ừ. Mạnh quá. Em mạnh quá mọi người ơi. Như đó nó hấp hơn đây vậy mọi người. Dạ. Đẳng hấp hơn đây phải. Đấy không? Đấy hơn. Vậy không? Hay quá. Được coi được cái cục đó ra nè, nhìn biết hay hấp hay không à. Cái cục tròn tròn á. Lăn đây. Nè đó đây nè, chạy ngược nè, à, chạy dốc nè, chạy ngược xuống nè. Nè chạy ngược xuống nè. Chạy ngược xuống. Đó là đây nó cao hơn, chạy ngược xuống đó. Gắn lưng nóc luôn, khỏi chơi luôn. Rồi đụng cho ai ngã cái này trước, khoáng á. Làm tốc độ ai đụng ngã này trước đi. À ha, con có con mùa nè. Ừ. Ôi chanh em bộ luyện, luyện gì mà trúng cái ói mày á. Sao được. Chơi không? Nè, vậy nha. Khoan coi, dẹp dẹp đó đi Nguyên, dẹp nó để cái cục điện giữa, để người vô giữa. Rồi bắn chạy xong cho đụng nó rớt người mới hay. Để đâu? Để nặng á, đút con kia á. Con kia á, dưới đặt dưới kia luôn. Đó đó, đó. Xích cái luôn. Nữa. Ừ, đó đó, ừ đó đi. Đứng lên. Nói rồi. Đứng lên đi, bà ngắm sao chạy đụng đụng đó luôn nè. Đó con đi không. Ờ đấy, cái ai vậy đó. Anh dẫn này lên đi cha. Đoạn ngắm không em, từ từ. Từ từ, hả con? Rồi. Rồi chạy nha, bắt đầu chạy nha, tránh. Tránh theo Nguyên, tránh theo Nguyên. Quá chạy đụng đụng nhóc nè, vậy nè. Nó, ngay mục tiêu đó. Ow, xíu là trộn rồi, làm lại. Rớt bánh. À, chiếc này, chiếc này. Ghê chưa, ngã luôn. Rồi, gãy luôn cái bánh hay rồi. Mình chạy ghê quá. Rồi Nguyên chắc ngay sao có sắt này đi Nguyên. Ngừng đi. Chắc ngay chính giữa sao có cái này không. Đè hết đồ lên đây hết rồi. Để đồ này nè, ngay giữa cái cầu nè. Cho cái cầu sập không. Để Nguyên cái này lên. Rồi để hết đồ lên đây hết rồi, sập cái cầu không. Cái thúc lên luôn. Thử coi cái cầu này sạch không? Sạch ra. Được rồi nè rồi. Cứng lắm Nguyên, cái này nó không được sạch nổi đâu Nguyên ơi. Cầu khoảng 5kg, 3kg á. Hơi nhiều đầu lắm chắc. Ngồi luôn á, mới sạch không Nguyên. Để con thử. Thôi sạch gãy thôi cái cầu. Không được đâu Nguyên ơi, này không sập nổi Nguyên ơi. Ngồi đi. Hả? Ừ, ngồi nữa rồi sập cậu không? Ngồi nha. Ừ. Rồi ngồi lên đây sập cái cậu không? Từ từ đứng đẩy ra. Rồi trước ngoài, trước cái nắp rồi. Đi này không có sao. Rồi ngồi thử coi sập cái cậu không? Ngồi đây nè, ngay giữa này mày ngồi đó, nó rụng đít đó. Ghê luôn, gần cứng cái cầu cứng ghê luôn. Cứng mà cho nhìn sao gần cứng không? Cứng ghê chưa, nhõng nhõng cái cầu luôn nè. Chịu nổi 10kg à, 20kg luôn Nguyên ơi. Chịu nổi mà nó cong vậy, chịu nổi không? Ừ, chịu nổi là cong cái đít lên luôn nè. Nhõng cái đít lên luôn nè. Rồi Nguyên thất bại, Nguyên làm cái cầu không sập nổi à. Mấy con thất bại đâu. Ngồi hết lóc chưa? Chưa. Ngồi hết lóc coi. Gãy chụp giọt cái đế. Chưa? Giọt
chưa gãy, giọt thơ chưa gãy. Cầu cong cái cầu luôn Nguyên ơi. Cong vòng cái cầu luôn. Rồi làm đường đua Nguyên, làm đường đua. Đường đua hả? Ừ, làm đường đua chơi. Làm cô tụt đi. Nè. Rồi tụt lên đây nè, đế cao, dựng dựng cao lên nè, tụt xuống. Ừ. Làm cái đế dựng nữa. Nè, mày gắn vô. Đó, con làm cái đế cho con biết làm cái đế. Cái đế mà dài chứ. Con dài sao mà chạy được ta. Rồi kết thúc rồi bây giờ.